à về giách. hỏi bài miễn phí. trả lời tức thì vào thư viện tải ngay app về danh cô xin chào các em nha và ngày hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ cùng soạn bài thư dụ vương thông lần nữa và hướng dẫn tự học trang 32 tập 2 đầu tiên thì đến với bài thư dụ vương thông lần nữa các em hãy đọc tái dụ vương thông thư trang 28 đến 30 sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập 2 phải thực hiện cả yêu cầu bên dưới câu 1 trang 30 sách giáo khoa ngữ văn lớp 10 tập 2 sắp xếp lại các câu sau cho đúng với trình tự luận điểm lý lẽ dẫn chứng mà nguyễn trãi đã trình bày trong bức thư a được thời có thế thì mất biến thành còn nhỏ hóa ra lớn mất thời thất thế thì mạnh hóa ra yếu yên lại chuyển thành nguy b trước đây các ông bề ngoài thì giả cách giảng hòa bên trong thì ngầm mưu gian trá cử đào hào đắp lũy ngồi đợi viện binh tâm tính không minh bạch trong ngoài lại khác nhau sao có thể khiến cho ta tin tưởng mà không nghi ngờ cho được c kể ra người dùng binh giỏi là ở chỗ biết rõ thời thế mà thôi trật tự chúng ta cần phải sắp xếp là à, câu c câu a và câu d câu b Câu 2, trang 30, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2. Bức thư nào của Nguyễn Trãi chỉ ra 6 điều phải thua của quân Minh. Em hãy điền những nội dung còn thiếu ở cột B, rồi ghép thứ tự cần điền. Thứ tự đều phải thua ở cột A với các nội dung ở cột B sao cho chính xác. Bây giờ các em hãy dành một vài phút để đọc cột A và cột B và cùng điền với cô nha. Rồi bây giờ cô trò chúng ta cùng điền nha. Câu 1 là luôn luôn đồng binh giao, liên tiếp bày đánh dẹp. Câu 2, những từ còn thiếu là người cốt nhục hại nhau, chốn cung đình sinh biến. Câu 3 là chảy tràn, cầu sàn, rào lũy sụp lỡ. Câu 4, và vôi chiến của ta dùng dữ, nếu có viện binh đến thì cũng muôn phần tất phải thua, viện binh đã thua. Câu 5 là nay ta giấy nghĩa binh trên dưới đồng lòng và vừa cày ruộng lại vừa đánh giặc. Cuối cùng là tự chuốc bại vong. Câu 6 thì nước ông quân mạnh, quân mạnh ngừa khỏe và để phòng bị quân nguyên. Câu A thì sẽ nói với câu 3, câu B thì sẽ nói với câu 4, câu C là câu 6, D1, E2 và câu G nói với câu 5. Câu 3, trang 31 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10, tập 2, nhận định nào sau đây không đúng về thái độ của Nguyễn Trãi qua cách xưng hô với quân Minh? A. Nguyễn Trãi đã quá nhúng nhường trước kẻ thù khi quân ta đang ở thế mạnh hơn chúng. B. Nguyễn Trãi đã có lúc tỏ ra tôn trọng kẻ thù nhưng rất kiên quyết khi chúng đồng chạm đến quyền lợi của dân tộc. Câu C. Ông đã phân loại kẻ thù để có cách xưng hồ, tỏ rõ thái độ, tỏ thái độ rõ ràng với từng loại người ngay với tổng binh vương ngay với tổng binh vương thông khi cần thiết nguyễn trại vẫn có Các xưng hồ cứng rắn mang tính cảnh cáo và câu d mục đích của bức thư là nhằm mở đường cho kẻ thù rút quân về nước chấm dứt chiến tranh đem lại hòa bình độc lập cho dân tộc nên sự nhúng nhường trong các xưng hô là hợp lý thì ở đây nhận định không đúng về thái độ của nguyễn trãi là câu a nguyễn trãi đã quá nhúng nhường trước kẻ thù khi quân ta đang ở thế mạnh hơn chúng Câu 5, trang 31, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tổng 2, trong thư dụ vương thông lần nữa, có đoạn viết Trước, vương chính, mã kỳ chuyên làm điều hà khắc, bạo ngược, dân chúng lòng than, thiên họa, thiên hạ oán tháng, Đao phần mộ làng ốc ta, bắt vợ con của dân ta, người sống bị hại, người chết ngầm oan. Nếu cao biết xét kỹ sự thế, nhận rõ thời cơ, chém lấy đầu vương chính, Mã Kỳ đem nộp trước cửu quân thì sẽ tránh cho người trong lại thành khỏi bị giết, hàng gắn vết thương trong nước, hoa hảo lại thông, càng qua dứt hẳn. Câu nào sau đây thể hiện đúng mục đích của đoạn thơ trên? Và câu thể hiện đúng mục đích của đoạn thơ trên là câu D. Câu 5, trang 31, sinh giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2 từ những tư liệu mà em tìm hiểu được hãy trình bày hoàn cảnh ra đời của thư dụ vương thông lần nữa và cho biết quan điểm của nguyễn trãi được thể hiện như thế nào trong bức thư hoàn cảnh ra đời của thư dụ vương thông lần nữa là một trong những bức thư gửi cho vương thông lúc bấy giờ thì thành đông quan tức là hà nội hiện nay bị quân ta vây hãm quân địch ở trong thành đang khốn đốn thì bức thư này viết vào khoảng thời gian sau khi liễu thăng bị giết ở gò mã yên vương thông không đợi lệnh của vua minh đã tự ý giảng hòa vụ với quân Lam Sơn rồi rút quân về nước. Quan điểm của Nguyễn Trãi được thể hiện rất rõ ràng qua bức thư này là bàn về việc binh mà dùng người binh muốn thắng, muốn đánh thắng thì phải biết thời, biết thế, dụ dạt ra hàng và rút quân về nước. Câu 6, trang 31, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2 Phân tích nghệ thuật lập luận được Nguyễn Trãi thể hiện trong bức thư từ quan niệm thời thế chỉ rõ âm mưu và tình thế của đối phương và ra các nguyên nhân dẫn đến thất bại của chúng đến việc đưa ra giải pháp kết thúc chiến tranh để làm rõ chiến lược mưu phạt tổng công của nghĩa quân lam sơn trong cuộc kháng chiến chống quân minh xâm lược về nghệ thuật lập luận của tác giả thì lập luận của nguyễn trãi trong thư dụ vương thông lần nữa rất chặt chẽ lập luận nghệ thuật lập luận trong bức thư bắt đầu từ quan niệm dùng binh là phải biết thời và thế Tiếp theo là phân tích thế của quân Vương, Vương Thông ở thành Đông Hoang. Chỉ ra sau cỡ bại vòng tất yếu thì cuối cùng khuyên chúng phải rút quân về nước để có lợi hơn cả. Bức thư không chỉ thuần túy nói lên lý lẽ mà còn bày tỏ thái độ kinh bỉ, xỉ mắng, vạch mặt quân giặc, đánh vào niềm hy vọng của chúng và viện binh. Cuối cùng thì lại khiêu khích giặc bằng cách sỉ nhục và thách đánh để tỏ uy thế của quân ta. Và từ đó, chúng ta thấy được là tác giả không chỉ dùng lý lẽ mà còn vỗ về, hứa hẹn tạo điều kiện cho quân giặc rút lui để làm cho chúng mềm lòng. Câu 7, trang 32, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tổng 2 Phân tích một số từ ngữ, hình ảnh trong bức thư để làm nổi bật tư thế, niềm tin, ý chí và tinh thần yêu chuộng hòa bình của cha ông ta trước kẻ thù xâm lược. Và một số từ ngữ, hình ảnh trong bức thư đó là Nay giấy nghĩa binh, trên dưới đồng lòng, anh hùng hết sức, quân sĩ càng luyện, khí dưới càng tinh, vừa cày ruộng vừa đánh giặc. Và các từ ngữ hình ảnh này được sử dụng mang tính hàm súc, gợi hình, gợi cảm, làm nổi bật tinh thần đánh giặc của quân và dân của ta. Câu 8, trang 32, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2. Bức thư giúp cho em hiểu biết thêm điều gì về tư tưởng và tài năng của Nguyễn Trãi. Thì từ bức thư, chúng ta có thể thấy được Nguyễn Trãi là nhà chính trị có lòng yêu nước thương dân, mong muốn tránh được nạn binh đao cho những người dân vô tội và cách viết thư thì vô cùng thuyết phục, lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, dẫn chứng hùng hồn. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần hướng dẫn tự học trang 32, tập 2. Câu 1 trang 32 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10, tập 2 truy cập internet để tìm thêm các thông tin về nguyễn trãi và các tác phẩm đã học thu thập tư liệu gồm bài viết hình ảnh video liên quan đánh giá tư liệu xem các thông tin này đã đầy đủ và phù hợp hay chưa không sử dụng tư liệu nếu a không có thông tin liên quan đến đề tài và b thông tin đó không có nguồn tin cậy và không chính xác thì các em có thể tham khảo tư liệu mà cô thu thập như thế này. một Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trãi Nguyễn Trãi sinh năm 1380, mất năm 1442, hiệu là ức trai, quê gốc thì ở tỉnh Hải Dương. Nguyễn Trãi là con của gia đình có truyền thống yêu nước và văn học. Năm 1400 thì đã đổ thái học sinh và cả cha và con đều làm quan. Năm 1407 thì tham gia nghĩa quân Lam Sơn kháng chiến chống giặc vào những năm 1428, ông đã viết nên Bình Ngô Đại Cáo và chỉ sau một thời gian ngắn, ông đã xin về ở ẩn. Năm 1442, ông dính vào vụ án lệ chi viên khốc nghiệt. Và vụ án lệ chi, lệ chi viên là vụ án quan trong lịch sử và được vua Lê Thánh Tông minh oan vào năm 1464. Nguyễn Trãi đã chính thức trở thành danh nhân văn hóa thế giới vào năm 1980. những đóng góp vào văn học của Nguyễn Trãi là Nguyễn Trãi đã có nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng, nổi tiếng văn chính luận, thơ trữ tình và các tác phẩm của ông được viết bằng chữ nôm và cả chữ hán. Ông là nhà thơ tình xuất sắc với các tập thơ như ức trai thi tập, quốc âm thi tập, đã khắc họa được hình tượng người anh hùng vĩ đại với lý tưởng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân, lúc nào cũng thiết tha, mạnh liệt và có phẩm chất và ý chí người sáng. Ngoài ra thì ông còn là nhà chính luận nổi tiếng với quân trung từ mệnh tộc, bình ngô đại cáo và các thể loại chiếu. Và từ những từ những văn và tác phẩm văn học này chúng ta thấy được tinh thần nhân nghĩa, yêu nước, thương dân từ nhà văn Nguyễn Trãi. Và cuối cùng thì chúng ta nhận ra được rằng Nguyễn Trãi là một thiên tài văn học của dân tộc. Các tác phẩm của ông đều thể hiện lòng yêu nước, thương dân, đều thể hiện được lý tưởng nhân nghĩa và thơ trữ tình của ông thì chân thực, giản dị và gần gũi với thực tế. 3. Một số hình ảnh về Nguyễn Trãi và các tác phẩm của ông thì các em có thể tham khảo những hình ảnh như thế này nha. 4. một số trang web có bài viết về nguyễn trãi là tiểu sử nguyễn trãi đúng nguyễn trãi là người viết bình ngô đại cáo tiểu sử và tiểu sử cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân Nguyễn Trãi. Các em có thể tham khảo những trang web này nha. Câu 2, trang 32, sách giáo khoa ngữ văn lớp 10, tập 2, đọc thêm một số bài nghị luận xã hội thời trung đại và các bài viết liên quan đến bài học này như Lại thư trả lời vương, phương chính, thư số 5, lại thư cho vương thông, thư số 37, trong quân trung từ mệnh tập, văn biên Vĩnh Lăng, Hai tập thơ Ước Trai Thi Tộc và Quá Ông Thi Tộc của Nguyễn Trãi và đọc các bài viết về Nguyễn Trãi và thơ văn của ông. Các em có thể tham khảo các bài viết về Nguyễn Trãi và thơ văn của ông trên mạng như Bài Cuộc đời và sự nghiệp văn học của Nguyễn Trãi Bài Cuộc đời và cuộc đời Nguyễn Trãi có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp văn học của ông Bài Tiểu sử Nguyễn Trãi Bài Đúng Nguyễn Trãi viết là người viết bình ngô đại cáo thì các em có thể xem thêm các bài này nha và như vậy là chúng ta vừa soạn xong bài hướng dẫn tự học cũng như là thư dụ vườn thông lần nữa cô xin chào các em nha và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo khóa học về rách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của về rách